Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, trước thông tin ca nương Tú Thanh qua đời vì tai nạn, không ai có thể kìm được nước mắt khi nhớ lại hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tài năng trên sân khấu. Sau ánh đèn, Tú Thanh vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, được bạn bè cũng như các cô chú anh chị trong giới rất quý mến. Có nhiều điều chưa kể về tài năng thiên bẩm của cô ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam được các nghệ sĩ bật mí trong tang lễ của em vô cùng xót xa. Vào ngày 1 tháng 7, ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Tù Thanh qua đời do gặp tai nạn giao thông, khiến khán giả, đồng nghiệp, bạn bè và người thân của em không khỏi thương tiếc trước sự ra đi đột ngột này. Một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, tài năng khiến ai nấy cũng phải rơi nước mắt trước di ảnh của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, tài hoa nhưng bạc phận. Trong tang lễ của ca nương Tú Thanh diễn ra vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, theo nguyện vọng của gia đình, gia đình không nhận vòng hoa, tiền phúng điếu mà đoàn người đưa tiện em trong tiếng nhạc Phật do Tú Thanh hát để em được ra đi thanh thản. Trước đó những tiền bối trong nghề hát của Tú Thanh khi nghe tin dữ không khỏi bàng hoàng và xót xa về thông tin ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời. Nhiều nghệ sĩ và khán giả tiếc nuối cho tài năng của Tú Thanh được phát hiện năng khiếu từ khi còn nhỏ. Có mặt tại lễ tăng Tú Thanh, là ca sĩ Quốc Thiên, huấn luyện viên của Tú Thanh tại gương mặt thân quen nhí 2017. Quốc Thiên chia sẻ khi nhớ lại hình ảnh cô bé dễ thương, ngoan ngoãn đam mê âm nhạc dân gian. Sau cuộc thi anh từng về Hải Phòng để diễn, được gia đình ca nương đón tiếp, vậy nhưng sự ra đi đột ngột của em khiến anh không khỏi xót xa. Ca sĩ Thái Thư Linh, một trong những cô giáo của ca nương chia sẻ, từ lúc nghe tin tôi bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại cập nhật tin tức từ người quen, biết gia đình lâu năm nhưng tôi vẫn chưa dám gọi điện chia buồn. Ca sĩ gặp Tú Thanh gần 10 năm trước khi chấm thi một chương trình văn nghệ thiếu nhi ở Hải Phòng. Trong khi các thí sinh khác hát về mái trường thầy cô, Tú Thanh chọn hát trầu văn khiến cho giám khảo lập tức thích thú. Sau cuộc thi thì bố mẹ đã đưa bé đến trung tâm nghệ thuật của Thái Thùy Linh học một thời gian. Trong ấn tượng của ca sĩ, Tú Thanh vóc người nhỏ bé ít nói, chỉ tự tin khi biểu diễn. Thái Thùy Linh vô cùng ấn tượng với Tú Thanh gia đình tú thanh không quá khá giả đường xá lại xa xôi nhưng bố mẹ vẫn tạo điều kiện cho con học nhạc nhiều hôm con đi đường say xe mặt xanh rớt con hiền lành ít nói con hỏi câu gì thì trả lời câu đó Nghe cô giảng, cô chăm chú như nuốt từng lời. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lần đầu gặp Tú Thanh khi cô chưa vào lớp 1. Lúc ấy anh là giám khảo vòng sơ tuyển một cuộc thi tài năng ở Long Biên, Hà Nội. Nhạc sĩ chia sẻ sau một ngày mệt mỏi, căng thẳng với hàng trăm thí sinh, khi nhìn thấy bé tôi phì cười, hứng khởi hẳn lên. Con nhỏ xíu mặc áo nâu, váy đụp, cuốn khăn vấn hát sẩm rất ngộ nghĩnh nhà sĩ ấn tượng với cô bé với dáng người nhỏ nhắn nhưng tài năng lại rất cừ ngoài sẩm tú thanh hát trèo xoan vọng cổ quan họ ca nương chủ yếu tự học qua mạng mỗi lần đi thi mới có thầy cô chỉ dạy từng xem các tiết mục thi của tú thanh nghệ sĩ mai tuyết hoa nhận xét cô bé có tố chất với các dòng nhạc dân gian đặc biệt là sẩm loại hình này yêu cầu người hát phải trình bày rõ lời tú thanh hát khá sõi dù tuổi còn nhỏ ngoài ra thì cấu trúc một bài sẩm khá trúc chắc phức tạp nhưng em cảm thụ khá tốt và là một tài năng hiếm có nghệ sĩ nhớ nhất lần tú thanh hóa thân thành nghệ nhân hà thị cầu năm bảy tuổi chương trình gương mặt thân quen cô vừa hát vừa thể hiện điệu nhai trầu làm động tác kéo đản nhị thì sinh nhấn nhá rõ ràng, truyền cảm điệu sẩm nói về ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đối với ca sĩ Phan Thanh Cường, anh bàng hoàng khi nghe tin Tú Thanh gặp tai nạn qua đời. Anh từng nhiều lần hát chung sân khấu với ca nương nhí, nhất là tại chùa. Anh chia sẻ Tú Thanh lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép. Em có giọng hát ngọt ngào tình cảm. Tôi từng nghĩ tài năng trẻ này sẽ sớm trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai. Nghe tin em ra đi, lòng tôi trùng lại, tiếc thương vô hạn những người yêu quý tú thanh bởi giọng hát ngọt ngào của ca nương nhỏ tuổi cũng để lại những dòng trạng thái bình luận chia buồn một bạn khán giả chia sẻ có lẽ em chỉ được ở trọ trên trần gian tới đây thôi Yên nghỉ em nhé, mọi người sẽ nhớ em rất nhiều. Người thân bạn bè của Tú Thanh tại trường trung học cơ sở Ngô Quyền cũng đã đến tiện đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Không ai có thể kìm được nước mắt về cô lớp trường chăm chỉ, năng nổ tham gia các hoạt động ở trường. Tú Thanh chăm chỉ, đi hát ngoài giờ học, nhưng em vẫn giữ thành tích tốt và em dự định thi trường chuyên khi vào cấp 3. Lớn lên em còn có mong muốn được làm giáo viên dạy văn. Giáo viên chủ nhiệm lớp Tú Thanh nghẹn ngào nói bên di ảnh của em, chỉ còn một ngày nữa thôi, cả lớp sẽ lại được gặp nhau sau tháng hè. Vậy mà tai nạn nghiệt ngã ấy đã cướp đi cô học trò nhỏ chăm chỉ ấy. Cô Hương cho biết với vai trò lớp trưởng, Tú Thanh là người kết nối cô và các bạn, cùng cô lên kế hoạch cho nhiều hoạt động của lớp. Hai cô trò vẫn ấp ủ dự định tổ chức một chuyến du lịch. Lời sau cùng cô bật khóc khi gửi lời tới hương hồn Tú Thanh nơi phương xa cô và các bạn yêu sẽ luôn nhớ về con lớp học nhỏ tràn đầy tình yêu thương của cô giáo và các bạn giờ đây đã thiếu đi một mảnh ghép đứng đầu đó là tú thanh ấn tượng về tú thanh trong ký ức của bạn bè và thầy cô vẫn luôn đẹp đẽ như ngày đầu tiên trước sự ra đi đột ngột của tú thanh ai nấy đều thương tiếc cho em một cô bé hồn nhiên trong sáng vậy mà tai nạn thảm khốc đã cướp em đi từ giờ cô bé thơ ngây sẽ chẳng còn thực hiện được những ước mơ của mình, không thể hiến dâng giọng hát tha thiết cho âm nhạc truyền thống Việt Nam được nữa. Vậy nhưng hình ảnh giọng hát của em sẽ mãi trong ký ức của những người ở lại. Ngày đưa tiện tú thanh về cõi bình yên, những giọt nước mắt lan trên má là nước mắt của sự thương yêu cuối cùng dành cho em ở trần thế, chứ không sầu thảm, thật nhẹ nhàng và bình yên. chỉ ba ngày trước tai nạn, tú thanh vẫn còn chia sẻ những dòng tâm sự, lời cảm ơn sâu sắc từ khóa tu mùa hè em vừa kết thúc. sự hồn nhiên trong trẻo trong từng lời nói của tú thanh khiến ai nấy không khỏi xúc động. khác với bạn bè đồng trang lứa, tú thanh yêu thích Phật pháp và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. em đã dành cả một đời để hiến dâng những điều đẹp đẽ cho cuộc sống này. Ba ngày trước khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam có những lời tâm sự trên trang cá nhân. Con xin tri ân quý thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè bồ đề tâm chùa vẽ. Con cũng xin cảm ơn đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con để chúng con có khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc chuyến đi với bao sự tiếc nuối. Tạm biệt khóa tu mùa hè bồ đề tâm 2023. Những dòng trạng thái với lời lẽ hết sức kính cẩn lễ phép của Tú Thanh dành cho Phật Pháp. Dù còn nhỏ tuổi vậy nhưng Tú Thanh lại đam mê Phật Pháp hướng lòng mình về chốn thanh tịnh. Ấy mà đâu ai biết được, đây là những lời chia sẻ cuối của Tú Thanh với người thân bạn bè và cả khán giả yêu mến ca nương tu thanh mộ đạo Phật và thường tham gia biểu diễn văn nghệ ở chùa, mừng đại lễ Phật đản Vu Lan hay các chương trình từ thiện. Cô bé vừa tham gia khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm lần thứ 13 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 tại chùa Vẽ, Hoa Linh Cổ Tự. Kết thúc khóa tu ca nương nhí được trao giải hoa khôi và tài năng trong cuộc thi nét đẹp chùa vẽ. Trước ngày gặp tai nạn, em tâm sự với mẹ nuôi rằng hoàn thành khóa tu này sẽ tập trung vào việc học. Mong trở thành giáo viên dạy văn để được góp sức nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ, chứ không phải đời sống hào nhoáng của một ca sĩ nổi tiếng. Ngoài giỏi ca hát, Tú Thanh nhiều năm liền là học sinh giỏi, em còn có dự định sẽ thi vào trường trung học phổ thông khi vào cấp 3. Mặc dù túi thanh nổi tiếng sau những cuộc thi truyền hình giữ kỷ lục nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất, cơ hội tham gia sâu show vào showbiz rất lớn. Tuy nhiên, ca nương tú thanh và gia đình lại chọn một con đường dâng giọng hát ngọt ngào cho đời theo một cách hoàn toàn là cho đi phước báu như lời Phật dạy. Em muốn dâng hiến những điều đẹp đẽ, lan tỏa những điều quý giá nhất với mọi người xung quanh. Hồi nhỏ Tú Thanh từng ước mơ làm ca sĩ, 12 tuổi Tú Thanh lại ước mơ làm công an để được hát phục vụ các chiến sĩ nhưng càng lớn đặng tú thanh càng thấy không phù hợp với giới giải trí nên chủ yếu dùng tiếng hát để phụng sự phật pháp trong các chương trình do nhà chùa tổ chức ngoài ra ca nương nhỏ tuổi cũng hạn chế biểu diễn ở các sự kiện mang tính thương mại em chủ yếu tham gia biểu diễn nghệ thuật ở địa phương nhất là các chương trình thiện nguyện và chương trình ở các chùa hát nhạc phật tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé này lại yêu thích những điều giản dị không đua đòi như các bạn đồng trang lứa chỉ mộc mạc như chính giọng hát của em ngay từ khi còn nhỏ, Ca nương Tú Thanh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát, nhưng Tú Thanh chỉ say mê những làn điệu truyền thống của cha ông. Ca nương Tú Thanh như thể là người được chọn, một thiên sứ được gửi xuống thế gian này để nhắc nhở mọi người về cái đẹp từ những di sản quý giá. Suốt cả quãng đời, Tú Thanh đã chọn cho đi chứ không phải lấy vào như nhiều người lựa chọn. Hành trình của em đột ngột dừng lại, nhưng những tỉnh thức em phát nguyện mang tới cho nhân gian từ cuộc đời ngắn ngủi của em thì vẫn tiếp tục còn mãi. Tăng lễ của Tú Thanh đã kết thúc trong thanh thản, đưa tiện hương hồn em về nơi cõi Phật. Nhưng đau lòng thay, đến giờ chị gái Tú Uyên trong vụ tai nạn vẫn chưa biết tình hình em gái của mình đã mất. Và rồi sau đây, người chị ấy sẽ biết chuyện, cảm thấy trống vắng ra sao khi mà không còn cô em gái nhỏ bên cạnh. Nhưng để có thể chuyên tâm điều trị nên gia đình chưa thông báo hung tin cho Tú Uyên. Còn bố mẹ của Tú Thanh do đi làm ăn xa nên không kịp về đưa tiễn con gái lần cuối. Trong lời nhắn gửi, cuối cùng mẹ dành cho Tú Thanh chất chứa những tâm tư, tình cảm gửi tặng cô bé nhỏ. Ngủ ngoan nhé em bé của mẹ, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, hào quang của Phật đón con ngay đầu ngõ. Cả nương nhỏ tuổi ra đi trong sự tiếc nuối, nhưng Tú Thanh đã một lòng dâng hiến cho đời và giờ là lúc em được nghỉ ngơi, tìm về trốn bình yên. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Tú Thanh, mong rằng nỗi đau này sẽ sớm qua đi để linh hồn cô bé nhỏ thanh thản từ biệt cõi trần, nhẹ nhàng như cách mà em đã từng mong muốn. Quý vị thân mến, ca nương nhỏ tuổi Tú Thanh đã an nghỉ về với đất mẹ trong sự tiễn đưa của bạn bè người thân. Tuy em không thể sum họp với bố mẹ, chị gái lần cuối, vậy nhưng sự ấm áp của mọi người đã giúp em phần nào xua tan nỗi cô đơn lạnh lẽo để trở về vòng tay Phật tù thanh ra đi nhưng hình ảnh về một cô bé nhỏ tuổi hát nhạc truyền thống sẽ còn sống mãi trong lòng mọi người tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo